Chào các bạn, hôm nay mình quay cái clip review trái cà chua sô cô la đầu tiên mà mình hái nè. Đó, mấy bạn thấy không, cà chua sô cô la đây là cà chua giống cà chua bi, cái đít nó nhọn, có cà chua bi đít dài, còn trên thân nó thì sẽ có sọc xanh, chính vì vậy cho nên mới gọi là cà chua sô cô la, tại vì hai cái màu đỏ với xanh đó nó làm cho cái quả nó có cái độ nâu hơn. Mình sẽ cắt ra mình review cho mấy bạn coi nha, đây là cắt dọc quả ha. Đây đó, bạn coi nè, cà chua nhà trồng kìa, cái này mình để cho nó chín rất là chín luôn rồi đó, nó mới có màu đỏ nhiều vậy, chứ còn nếu mà bạn mua trong siêu thị thì nó sẽ nâu hơn, tại vì nó chín hờm á mấy bạn. Này quả này là mình cắt ngang, cái này thì nó nhẹ lắm, nó khoảng chừng 5-10 gram gì thôi đó. Này mấy bạn thấy không, cái hạt của nó nè, hạt của nó là nó màu xanh mà, chứ không phải màu đỏ giống như là kia đâu. Thì cái trái này mình sẽ giữ lại làm giống, tại vì cái cà chua này nó khó trồng lắm, khó trồng hơn dưa leo nhiều mà nó cũng lâu chín nữa. Đó thì mình lấy cái hột này làm giống, còn cái thịt thì mình tiếp tục cho thằng con mình ăn. Hãy ăn nha, hãy ăn cà chua không? Hãy ăn cà chua chín các bạn. Hãy ăn cà chua chơi. Đó, thì phải ăn cà chua chín lắm, cho bao nhiêu ăn cũng hết hết á. Một quả như vậy nè mấy bạn thu hoạch được khoảng chừng 20-30 hạt á, cũng khá nhiều chứ ha, bằng một bịch hạt giống rồi đó. Nhớ là phơi ráo nha, phơi ráo hạt rồi xong rồi mới trồng thì nó sẽ lên tốt hơn là bạn trồng trực tiếp hạt luôn. Chưa chụp hình à. Chào các bạn, tiếp tục là mình sẽ giới thiệu tới cây dừa nhà mình nha. Lúc mà mình tới đây là mình đã tới đây ở là ngày 28 tháng 2 năm 2021, lúc đó thì nó một quầy nó chỉ có 2-3 trái dừa thôi, là nó chỉ có một quầy duy nhất. Nhưng mà từ khi mình tới rồi mình trồng hồng, mình bón phân cho cây hồng đó, thì cây dừa nó cũng hưởng hay sao á mấy bạn, một quầy nó ra là 4-5 trái 5-6 trái đó. Cái này là mình hái được 2 quầy rồi, cái quầy này là cái quầy, những cái quầy đầu tiên mà sau khi mà nó bắt rễ lại là nó ra 2-3 trái thôi. Bữa nay thì có hôm thì nó tự rụng, còn cái này là ba mình hái thì nó bự lắm mấy bạn. Cũng hái nha, nó một trái của nó để mình cân thử thôi nha. Đây, để lên cân coi, để lên, cẩn thận rớt một cái là dập dò nha. Đây, trái nhỏ này là gần 4 kg ha. Để xuống Thủy ơi, để trái bự lên Thủy, để xuống con. Xong rồi. Cân xong rồi, để xuống. Cẩn thận nghe, rớt trúng cái chân là dập đó. Rồi tới trái bự, cẩn thận. Trái nhỏ. Trái nhỏ hơn. Trái bự hơn. Cẩn thận nha. Đó, nó lăn rồi cái. Một tay cầm quai rồi, để lên. Nổi không? Hiểu khi nổi không? Nổi không? Cẩn thận. Đây má cầm cái quai tiếp cho nha. Đây. Đây má cầm cái quai lên tiếp Hỉ nè. Ê. Xanh dí rồi, coi nhiều gì xanh dí. Hút luôn rồi. Rồi mút kim luôn rồi mấy bạn ơi, trái dừa này bự hơn cái đầu con Hỉ luôn nè. Rồi thôi giờ mình cái này á, lúc đầu mình thấy nó lâu chín lắm kìa mấy bạn. Mình tới đây từ tháng 2 tới tháng 8 luôn, mà cái quầy đầu tiên nó mới bắt đầu nó chín hơi à, giống như nó bị bèo bị đẹp cái cọng lớn. Còn cái quầy này là cái quầy mới cách đây khoảng 2-3 tháng thôi. Má ơi con cho má ơi. Nước cái cân quá rồi. Đó. Rồi nó bự nhanh lắm, nó màu lớn lắm. Rồi. Đó, ba mình mới bước ngang đó. Bây giờ mình quay cây dừa cho mấy bạn coi nha. Đó. Thấy không, cây dừa nó có vậy thôi đó, mà nó gai có trái uống hoài luôn. Cây dừa. Ê. Đó dạ. Đứng đây nhìn. Chuẩn bị lấy nậu lấy gì đi. Tâm sự lâu chuẩn bị. Cái dừa.
cái này có nước quá à. Nè. Nước quá à, đúng rồi, cho cuốn cái nầu luôn nè cuốn. Nồi còn non nữa ha. Ngon. Cơm nó cơm mềm nè. Rồi có cái nồi rồi. Vô vô. Nè bưng vô. Rồi, đang. Nhẹ thử uống hả? Ai lấy gót cái ly đã. À, không cần nhiều cơm chứ, cơm non xèo luôn. Ồ mà cái gáo nó sao có. Cái muỗng. Nè, nào đi. Chặt cái kia luôn không?